Kính chào quý khán giả đến với phóng sự VOV hôm nay. Thưa quý khán giả, Chính phủ, Bộ Công an thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh cấp mã định danh điện tử cho người dân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính phủ điện tử. Khi được cấp mã này, tới đây người dân sẽ tích hợp được tất cả các loại giấy tờ quan trọng vào căn cước công dân gắn chip. Đồng thời, các giấy tờ này còn được tích hợp vào ứng dụng VNEID. Khi đó, người dân chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh để đi giao dịch các dịch vụ hành chính công mà không cần bất kỳ loại giấy tờ nào. Anh Nguyễn Xuân Tuấn ở Hà Nội hôm nay đi làm lại căn cước công dân. Đồng thời anh được tạo mã định danh điện tử và tích hợp cả bằng lái xe vào căn cước công dân. Rất là vui mừng bởi vì hiện tại bây giờ thì cái thẻ căn cước công dân gắn chip mới nó đã tích hợp được đầy đủ những cái giấy tờ của mình, cái bằng lái xe, thẻ bảo hiểm y tế. Nên là hiện tại là một cái thẻ căn cước gắn chip mới này nó có thể thay được rất nhiều các loại giấy tờ mà trước đây mình đi mình thường phải cầm đi, nó rất là lích kích, nó hay bị rơi, bị thất lạc, bị mất. Còn chị Phạm Trần Thu Hương ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi được công an địa phương thông báo qua tin nhắn về các giấy tờ sẽ được tích hợp vào căn cước, chị đã chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ và mang đến cơ quan công an để tích hợp các giấy tờ này. Chị cho biết là rất vui và mong muốn được tích hợp nhiều giấy tờ khác nữa. Em rất là đồng ý với cái chủ trương của công an cũng như là của nhà nước để tích hợp tất cả toàn bộ những cái giấy tờ này trong một. Thì cũng mong rằng là sau này thì mình cũng sẽ áp dụng những cái giấy tờ khác, ví dụ như là sổ đỏ này, giấy đăng ký kết hôn này, cũng như là những cái giấy tờ cá nhân khác tích hợp mà để cho người dân đỡ phải phiền phức khi mà đi làm các cái thủ tục hồ sơ hành chính. Theo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, người có căn cước công dân gắn chip đều có thể tích hợp mã định danh điện tử. Đặc biệt, với mã định danh điện tử, người dân sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu, giảm nhiều khâu thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công. Ngoài ra, công dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Khi sử dụng tài khoản này, người dân sẽ được bảo mật thông tin, tránh bị giả mạo, giúp các giao dịch được an toàn. Trên ứng dụng VID nó có một thêm một tính năng nữa là tích hợp các thông tin của người phụ thuộc. Đối với tất cả trẻ em mà dưới 14 tuổi sẽ được tích hợp thông tin người phụ thuộc theo thông tin của bố mẹ. Thì như vậy rằng là khi mà công dân đó dưới 14 tuổi đi sân bay thì có thể sử dụng cái ứng dụng của bố mẹ để thay thế cho giấy khai sinh. Mà khi vì bản chất hiện nay là đối với tất cả những trường hợp này thì chúng tôi trên hệ thống dữ liệu quốc gia dân cư chúng tôi đã cập nhật đầy đủ các thông tin của trẻ em dưới 14 tuổi. Khi công dân đã có mã định danh điện tử, công dân có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia như đổi giấy phép lái xe và các thủ tục khác. Công dân khi muốn thực hiện cái dịch vụ công thì đều phải đăng ký một cái tài khoản theo cái số căn cước công dân và số điện thoại. Còn khi công dân đã được định danh điện tử rồi thì công dân có thể sử dụng chính cái định danh điện tử đó để thực hiện cái thủ tục hành chính mà không cần phải đăng ký thêm một cái tài khoản như hiện nay công dân đang phải làm. Nhằm đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử, Công an thành phố Hà Nội tích cực tuyên truyền tới người dân đi làm căn cước công dân gắn chip, đồng thời tích hợp định danh điện tử và tích hợp các loại giấy tờ cá nhân quan trọng cho công dân. Công an thành phố Hà Nội huy động toàn bộ lực lượng để làm thủ tục cho người dân kể cả ngoài giờ hành chính. Trong quá trình triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an thành phố cũng gặp phải không ít khó khăn, đòi hỏi cần phải có sự nỗ lực, quyết tâm để triển khai thực hiện. Trong đó khó khăn lớn nhất chính là sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ phải hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, và việc triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là công việc chưa có tiền lệ nên quá trình thực hiện vừa triển khai vừa phải rút kinh nghiệm nhằm kịp thời khắc phục ngay những cái khó khăn vướng mắc để đảm bảo hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra. Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, hiện nay mã định danh điện tử đang được cấp theo hai mức độ. Ở mức độ 1, khi công dân chưa có mã định danh, công dân sẽ khai báo các thông tin trên ứng dụng VNEID. Sau đó, cơ quan công an sẽ đối sánh với dữ liệu dân cư quốc gia. Nếu trùng khớp, cơ quan công an sẽ cấp mã định danh cho công dân. Ở mức độ này, công dân có thể sử dụng một số tính năng cơ bản như phòng chống dịch, khai báo y tế, thông tin tiêm chủng. Ở mức độ 2, công dân mang căn cước công dân đến trực tiếp cơ quan công an phường, xã để khai báo, cập nhật thông tin, lăn tay, chụp ảnh và được cơ quan công an xác thực để cấp mã định danh điện tử. Ở mức này, công dân có thể thực hiện tất cả các dịch vụ còn lại khi các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ. Thưa quý vị và các bạn,
hiện thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh chính phủ điện tử, hướng tới chính quyền đô thị, thành phố thông minh. Đồng thời, trong quá trình chuyển đổi số, thành phố sẽ hướng tới lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Tuy nhiên, để thực hiện điều này có hiệu quả thì rất cần sự phối hợp tích cực từ phía người dân. Và tới đây thì chúng tôi xin khép lại phóng sự VOV hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!